Đầu tiên là chúng ta phải chuẩn bị vài bộ đồ đẹp đẹp ấm ấm để đi Đà Lạt check in sống ảo nha. Lên Đà Lạt ảnh đẹp lắm luôn á, không chụp ảnh thì tiếc lắm đó. Tiếp đến là phải có một kế hoạch hoàn hảo như sau. Ngày đầu tiên nên đi xe ban đêm tới nơi sẽ là trời sáng. Chúng ta sẽ đi ăn sáng ở Phở Trang, cà phê ở Horizon, rồi thì trưa về nghỉ ngơi một chút. Dù vậy thì chúng ta sẽ đi ăn nem nướng bà Hùng. Nói gì nói chứ món này là Mai cực kỳ thích luôn á nha. Xong rồi thì sẽ đi dạo ở Hồ Xuân Hương, chiều tối đi ăn ở quán bò nướng cậu Phùng. Ăn xong đi chợ đêm Đà Lạt, xong đêm lại uống sữa đậu nành. Đó. Ngày thứ hai, sáng dậy ăn mì Quảng nhà Sinh rồi chúng ta sẽ đi xa xa một chút, như đi thác Con Voi, hoặc hầm Đất Sét, thác Đa Tanh La hoặc là Lang Biang cũng được. Chiều về thì đi hái dâu, xong rồi vào Lang Farm mua ít quà cho gia đình. Tối ăn lẩu bò ba toa, xong về sắp xếp đồ đạc cả phòng chuẩn bị về la vừa. Vậy là quá ok rồi. Đơn giản. Tới Đà Lạt rồi, đầu tiên mình sẽ check in phòng trước ha. Đà Lạt lạnh quá mọi người ơi. Lên Đà Lạt á mà không ngủ phí lắm. Thôi ngủ trước cái đã, tính gì tính tiếp ha. Ủa, trời tối nhanh dữ vậy ta. Ngủ cái mai tính tiếp. Không được, đói bụng quá à. Bây giờ đi ra ngoài ăn gì ta? Ăn phở, ăn đồ nước. Không được, giờ đi ra ngoài lạnh lắm. Mà đi ra ngoài hả, có mình người ta có đôi có cặp nữa. Trời đất ơi. Hay là mình biết vậy hả, bữa sau mang theo mì tôm đỡ tốn tiền. Lạnh quá. Ấm quá, ấm quá. Mì tôm vẫn là chân ái nha mọi người. Đi đâu nhớ mang theo mì gói. Rồi, đi tắm rồi ngủ tiếp. Thế là kết thúc ngày thứ nhất. Tuyệt vời. Đi ngủ đây, bye bye. Ủa, trời sáng rồi hả ta? Ra đón Bình Minh. Mặt trời lại mọc rồi ư? Không thể tin được. Thủ tục đón Bình Minh xong rồi, bây giờ ngủ tiếp. Làm quá chịu nổi trời. Trưa rồi, ăn mì tiếp mọi người ạ. Ăn da bụng thì sao mọi người? Mở mắt hết lên rồi, đi ngủ dân chào. Trời tối nhanh dữ trời. Sắp trễ giờ xe về Sài Gòn rồi, ăn lẹ ăn lẹ. Trời trong lúc ăn lẹ mà nó nóng. Nóng nhưng mà ngon, ấm bụng ấm bụng. Trời ơi sao tới lúc về mới thấy lạnh vậy trời. Anh ơi tính tiền lẹ lên anh ơi. Của em là tiền phòng với ba gói mì thôi. Đó mọi người thấy rẻ chưa? Đố mọi người tìm được cách nào mà rẻ hơn cách của Mây á. Bye bye. Lạnh quá, về Sài Gòn.